Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Tiếp đó là phóng sự đảm bảo tiến độ dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Ngày 8 tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Dự buổi lễ công bố, về phía tỉnh ủy Thanh Hóa có đồng chí Mạc Tuấn Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Về phía Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thanh Hóa, chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ đến đảm nhận nhiệm vụ công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh được thành lập là đơn vị tương đương cấp phòng Công an tỉnh do Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh là thủ trưởng cơ quan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh là phó thủ trưởng cơ quan. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh có chức năng tham mưu giúp cho Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh giao. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng quý 1 năm 2021 và hội nghị giao ban công tác phòng chống tội phạm quý 1 năm 2021. Tại hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng quý 1 năm 2021 đã quán triệt nghị quyết số 06 của Đảng ủy, kế hoạch số 58 của Công an tỉnh về tăng cường lãnh đạo đối với công tác cán bộ trong Công an Thanh Hóa. Trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa, kế hoạch tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng ngừa cán bộ chiến sĩ sai phạm và báo cáo tình hình kết quả công tác xây dựng lực lượng quý 1 năm 2021. Tại hội nghị giao ban công tác phòng chống tội phạm quý 1 năm 2021, theo báo cáo, trong quý 1 năm 2021, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản ổn định, tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế và làm giảm rõ rệt. Tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen không còn hoạt động manh động như trước, đã phát hiện đấu tranh triệt xóa được một số đường dây mua bán ma túy lớn và nhiều điểm tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tiếp nhận giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an hai cấp. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo là một số hoạt động nổi bật khác của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2021, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thưởng nóng cho Công an huyện Thiệu Hóa số tiền 20 triệu đồng vì đã có thành tích phá chuyên án C1220, điều tra làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng sử dụng hung khí, cướp tài sản liên tuyến, liên huyện với thủ đoạn hết sức manh động. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ hội hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề Giọt hồng an ninh vì hạnh phúc nhân dân. Tại lễ phát động, đồng chí Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần tình nguyện tham gia các hoạt động tình nghĩa, hiến máu cứu người của cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng thời kêu gọi cán bộ chiến sĩ các đơn vị công an trong tỉnh tiếp tục hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham gia hiến gần 250 đơn vị máu, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ngày 10 tháng 3 năm 2021, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương đã tổ chức lễ ra mắt mô hình camera giám sát gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Quảng Bình đã lắp đặt được 16 mắt camera giám sát tại các vị trí xung yếu, bao quát được tất cả các hướng ra vào các thôn trên địa bàn xã. Bước đầu, mô hình đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo vệ môi trường và giúp cho lực lượng công an xã giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Kính thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh còn hơn 2,8 triệu nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân gắn chip. Điều này đang đặt ra cho Công an Thanh Hóa rất nhiều khó khăn, thách thức. Để đảm bảo phấn đấu hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cho 2,9 triệu công dân xong trước ngày 1 tháng 7, với tinh thần quyết tâm cao nhất,
Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động lực lượng, phương tiện, phát động cao điểm làm việc ngày đêm không nghỉ, tận dụng tối đa thời gian cùng với nhiều cách làm sáng tạo và sự nỗ lực rất lớn để đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm triển khai làm căn cước công dân gắn chip điện tử. Công an tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập các tổ lưu động để cấp thẻ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các địa bàn dân cư. Các tổ thu thập hồ sơ căn cước công dân tại chỗ và lưu động tiến hành thu thập hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân 3K một ngày, liên tục từ 7 giờ 30 sáng đến 23 giờ đêm, kể cả làm ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Chúng tôi cũng đã huy động toàn thể cán bộ chiến sĩ của các đội nghiệp vụ cũng như là 133 cán bộ chiến sĩ công an của các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách công dân thuộc diện cần cấp căn cước công dân theo từng nhóm đối tượng để từ đó xây dựng cái kế hoạch cấp căn cước đảm bảo khoa học và thuận lợi nhất cho nhân dân. Được các đồng chí công an chính quy về làm việc tại địa phương, tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi là ban đêm về tại trung tâm văn hóa của làng, của thôn, của xóm để làm cho tất cả mọi người rất là chu đáo, cẩn thận, chắc chắn. Mọi người chúng tôi rất là tin tưởng vào các đồng chí công an. Có mặt tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, mặc dù đã là 22 giờ đêm, nhưng các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Sầm Sơn vẫn miệt mài thu thập hồ sơ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân để hoàn thành việc cấp căn cước công dân lưu động một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác. Công an thành phố Sầm Sơn đã có sáng kiến yêu cầu các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố rà soát các hộ dân sống trong khu phố, gửi giấy hẹn làm thủ tục cấp căn cước công dân theo khung giờ đến từng hộ gia đình để người dân không phải chờ đợi và hạn chế việc tập trung đông người trong giai đoạn dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố xây dựng kế hoạch thành lập 3 tổ công tác, mỗi tổ công tác huy động 6 đồng chí chia làm 3 ca và phối hợp với công an các phường xã thực hiện các cấp căn cước cho công dân trên cơ sở là nghiên cứu các biện pháp để làm sao cho dân cũng không phải chờ đợi. Bằng cách là chúng tôi đã phát số hẹn giờ cho người dân đến khung giờ thì dân cũng không mất công chờ đợi, đồng thời là cũng phòng chống dịch bệnh COVID trong cái thời điểm là dân không tập trung đông người. Tỉnh Thanh Hóa là địa phương có dân số đứng thứ 3 cả nước. Tuy nhiên, dân cư phân bố không đồng đều, địa bàn rộng, mỗi vùng lại có đặc thù dân cư khác nhau, gây nhiều khó khăn trong việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân. Chính vì vậy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều phương án phù hợp để làm căn cước công dân cho từng vùng dân cư. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tính đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận được hơn 200.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Lực lượng công an hiện nay đang thực hiện 3 ca, có những đơn vị 4 ca trên ngày, với thời gian làm việc là trên 15 tiếng một ngày. Thì cái áp lực công việc cùng với cái khối lượng thời gian đã tạo cái áp lực tâm lý cho cán bộ chiến sĩ. Trong khi đó, nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ thì hiện tại vẫn chưa có. Và với trách nhiệm của lực lượng công an thì chúng ta vẫn phải tiến hành làm theo đúng tiến độ đề ra. Vì vậy, phải đề ra các phương pháp phù hợp trong việc tương tác giữa công an và người dân, đảm bảo người dân đến không phải chờ lâu, công an luôn thường xuyên thu nhận được các cái hồ sơ liên tục thì mới đáp ứng được tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm thì Công an Thanh Hóa cũng sẽ quyết tâm để cố gắng hoàn thành theo cái chỉ đạo của Bộ đã đề ra. Từ nay đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, thời gian thực hiện nhiệm vụ không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn. Do đó, lực lượng công an đề nghị người dân khẩn trương đến làm thủ tục cấp căn cước công dân. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực hết sức của lực lượng công an, sự ủng hộ tham gia tích cực của người dân, công tác thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đạt được kết quả thắng lợi, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tuần sau.